Tập 6. Sau khi cô Dương biết thì đau lòng tới mức khóc lóc suốt ngày. Bây giờ ầm ĩ đến mức thiếu chút nữa là ly hôn. Cô ấy bị chồng chọc tức cho đến nằm bệnh viện. Thầy không biết chuyện này sao? Em cứ tưởng thầy là người quan tâm đến cô ấy nhất. Không ngờ lòng người thay đổi. Bệnh viện nào vậy? Bệnh viện Đông Phương. Tôi có được địa chỉ của Đinh Tiểu Nhu rồi. Xong, đi thôi. Tôi còn phát hiện ra video lần trước là Y biểu diễn ở lễ đường. Vậy cậu lấy được chưa? Chưa. Sao lại không lấy? Lần sau tìm thầy lấy vậy. Chị Mộng, Hoa Hữu Hy nhà cô bây giờ càng ngày càng biết lừa người khác, hại chết tôi rồi. Thằng con này của tôi giống có độ đáng tin rất thấp. Không phải bây giờ anh mới biết nó lại làm gì à? Nó nói Tiểu Tình bị chồng đánh đến mức nhập viện. Tôi muốn đến bệnh viện đòi công đạo cho Tiểu Tình. Phát hiện ra hai người họ có tình cảm rất tốt. Đáng đời anh. Ai bắt anh cứ nhớ nhung bà xã người ta? Vì một người không yêu mình như vậy có đáng không? Nhưng lúc còn sớm từ bỏ đi. Tôi sẽ giới thiệu cho anh một đối tượng làm quen mới. Cậu à, chắc là cô nhà phía trước đó. Vivi, hay là đi thôi. Lỡ như cô ấy không muốn gặp tôi, chúng ta lại mạo muội đi vào thì kỳ lắm. Không đâu, đi thôi. Thật đấy, hay là đi thôi. Cậu, giáo và Hữu Hy đã phạm phải tội không biết trong sư trọng đạo mới giúp cậu kiếm được tin tình báo này. Chút nguyện vọng này của cậu không muốn gặp Đinh Tiểu Nhu sao? Bây giờ cũng đã đến cửa nhà cô ấy rồi, cậu lại không vào, bỏ cuộc giữa chừng. Chuyện này cao thấp thế nào cũng phải làm rõ. Nếu nghĩ tiêu cực, cho dù Đinh Tiểu Nhu bây giờ có bạn trai thay lòng đổi dạ, cũng có thể cắt đứt mối duyên nợ này của cậu. Con người cũng không thể cứ mãi sống trong ký ức. Tôi biết, nhưng mà không nhân dị gì hết, là đàn ông phải theo cháu. Mau lên. Là chỗ này nè, cậu cười lên đi. Cười đi. Sao cậu miễn cưỡng vậy? Tự nhiên chút đi. Vậy còn được. Cháu nói cậu này, hôm nay cậu cứ coi như là đến gặp người bạn cũ. Đừng để cô ấy cảm thấy những ngày tháng không có cô ấy cậu sống khổ sở, hiểu chưa? Vậy cháu ấn chuông cửa nha. Được rồi. Không có ai đâu. Đi thôi. Đừng đi. Đợi thêm chút đã. Cháu nhìn nè, báo chí của người ta để rất lâu rồi chưa lấy. Đi. Cậu đợi chút đã. Cháu chào chú. Có chuyện gì sao? Chú có biết có cô gái tên Đinh Tiểu Nhu sống trong ngôi nhà này không? Đinh Tiểu Nhu. À, tôi nhớ ra rồi. Ngôi nhà này có một cô gái, tóc dài, mắt to, ngoại hình khá xinh đẹp. Đúng, tôi gặp cô ấy mấy lần. Vậy chú có biết khi nào thì cô ấy về không chú? Chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Người nhà cô ấy cũng không thường xuyên về đây, cũng không thân thiết với hàng xóm xung quanh. Hay là thế này, cô thử đi hỏi thăm mấy người sống quanh đây xem sao. Vâng, cảm ơn chú ạ. Cảm ơn. Đi thôi, lần này chúng ta không thể phí công được. Viết lại mấy từ cho cô ấy đi. Lâu rồi không gặp. Anh đợi em ở trong nhà bếp của tiệm đồ nướng Bàn Sắt. Không gặp không về. Nếu như không tiện đến tiệm đồ nướng Bàn Sắt, cũng có thể đến tiệm hoa Người Đẹp và Quái Vật tìm Khang Công Tử. Có bất cứ tin tức gì, người này sẽ đích thân truyền đạt lại. Như vậy là được rồi. Vivi, tôi đã dán rồi, cháu lại dán nữa. Không phải cô ấy tìm tôi là được sao? Cần cháu trung gian truyền tin làm cái gì? Nói cậu là đầu gỗ mà cậu không nghe.
Người đẹp đều dễ thay đổi. Nếu bây giờ cô ấy có bạn trai rồi thì sao? Nếu cô ấy không muốn trực tiếp tìm cậu, người trung gian là cháu còn có thể hiểu được toàn bộ quá trình của sự việc. Nếu như cô ấy cố ý tỏ vẻ làm cao, cháu còn có thể đóng giả làm bạn gái của cậu, giúp cậu lấy lại sự tôn nghiêm. Sao thế? Cậu coi thường cháu hả? Đói không? Đói. Chúng ta đi ăn đêm đi. Món Thượng Hải nha. Được. Khang Tử Duệ, An Phách, sao em lại ở đây? Câu này phải là em hỏi chứ. Hai người đến đây làm gì? Tôi với đạo diễn Khang là bạn tốt, tới đây nói chuyện thôi. Anh là bạn tốt của cô hả? Đồ xấu xa. An Phách, đừng quậy nữa. An Phách, dừng tay đi. Anh buông tôi ra. Buông ra, buông ra. Anh sao lại ở đây chứ? Buông tôi ra. Được thôi. Chảy máu rồi. Em xin lỗi, em xin lỗi. Em không cố ý đâu. Đều tại cô cả. Đồ xấu xa. Cô nói ai là đồ xấu xa? Đừng làm ồn nữa. Đến bệnh viện mau. Đi. Cảm ơn mọi người đã đến bên tôi. Cảm ơn. Đừng khách khí như vậy chứ. Bình thường cậu giúp chúng cháu như vậy, hôm nay chúng cháu giúp cậu chút chút chuyện nhỏ thôi mà, cũng là việc nên làm thôi. Có phải cậu vì Đinh Tiểu Nhu nên tâm trạng không vui? Thật buồn cười. Bình thường giải quyết vấn đề của các cháu đơn giản như vậy, nhưng đối diện với vấn đề của mình lại không giải quyết được.
đúng là giữ được cho người nhưng không giữ được cho mình. Nào nào, đừng nghĩ đến những chuyện không vui đó nữa. Hôm nay chúng cháu uống cùng với cậu, uống hết mình luôn, không say không về. Bọn họ đâu, vẫn chưa quay lại hay sao? Bọn họ á, không có nghĩa khí. Kệ họ đi. Cạn, cạn. Tôi nói này, hãy đem mấy cái này và mấy cái thứ đó thanh lý hết đi. Quy hoạch hết cả rồi, biết chưa? Con trai, sao cả đêm cứ gọi điện thoại mãi vậy? Xảy ra chuyện gì à? Con không gọi được cho Hữu Hy. Anh Định Nhất, anh tìm cậu ấy có chuyện gì hả? Em nói cho anh biết, tên nhóc đó chỉ khi nào cậu ta muốn bị anh tìm thấy thì anh mới tìm được thôi. Em nói xem, cậu Út không nghe điện thoại. Cậu Út yêu rồi hay sao? Sao vậy? Hữu Hy và cậu Út đều không nghe điện thoại của Định Nhất. Thằng nhóc này, chuyện nó lừa thầy Lam, mẹ mắng nó mấy câu, nó liền bỏ nhà ra đi. Con trai yên tâm đi, hồi còn trẻ mẹ của con chơi mãi trò này rồi, không sao đâu. Tiền tiêu giặt nắng này đưa hết cho Mai Bảo đi, nó không giở trò gì được đâu. Không phải đâu mẹ, chúng con có hẹn nhau, tâm trạng cậu không tốt nên chúng con đưa cậu đi hát. Kết quả cậu đến đó thì không thấy ai, điện thoại của Dạng Gia cũng không gọi được. Thông thường thì trong trường hợp thế này chắc hẳn là có xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi. Chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Mai Bảo, Hữu Hy có gọi điện cho em chưa? Chưa. Bây giờ em là cô bạn gái mà cậu ta thấy áp lực. Người cậu ấy không muốn gặp nhất chính là em. Sao có thể gọi điện cho em chứ? Được rồi, anh yên tâm đi. Lát nữa về nhà, em sẽ gọi cho Âu Dương Tiếu hỏi xem. Được chưa? Em đi hỏi cô ấy nha. Được rồi, đừng có lo lắng nữa. Dạng Gia với Tam Mao ở cùng nhau, Tam Mao nhất định sẽ đưa con bé về nhà thôi. Mẹ, mẹ nói xem hai người họ đều không nghe điện thoại. Mẹ nói xem liệu có xảy ra chuyện gì hay không. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì chứ? Đây là đâu vậy? Sao cháu biết được? Alo. Chào anh Hoa. Xin hỏi hôm nay anh vẫn dùng phòng chứ? Không dùng. Nếu không dùng nữa, mời anh làm thủ tục trả phòng trước 12 giờ. Được, cảm ơn. Xin hỏi cô có biết tối hôm qua chúng tôi đến đây thế nào không? Tối qua có một vị tài xế taxi đưa hai vị tới đây. Trước khi đi, anh ta có nhắn lại cho anh. Phí taxi đã lấy từ trong ví của anh rồi. Chỉ vậy thôi à? Hết rồi hay sao? Hết rồi à? Vâng, cảm ơn nha. Tạm biệt. Cháu nhớ ra rồi, tối hôm qua ở KTV bọn họ đều đi hết, chỉ còn lại hai chúng ta. Tiêu rồi. Chắc là họ tìm chúng ta cả đêm đó. Làm sao đây, làm sao? Nói sao giờ? Giải thích thế nào đây? Sao lại giải thích thế nào? Chúng ta đã có làm gì? Cứ nói thẳng ra đi. Không được. Tại sao vậy? Hai chúng ta ở chung một phòng, một giường, một nhà nghỉ một đêm. Nói ra ai tin? Nhưng bọn họ là bạn của cháu mà. Họ sẽ tin cháu thôi. Cho dù họ có tin, nhưng mà chuyện này nếu để người khác biết được thì sao? Hàn Định Nhất có tin không? Cả Hoa Hữu Hy nữa. Chuyện gì được nói ra từ miệng của Hoa Hữu Hy thành tồi tệ liền. Quan trọng nhất là nếu Ứng Đồng biết được thì làm thế nào đây? Vậy cháu muốn làm thế nào chứ?
kiên quyết không thể nói hai chúng ta ở chung. Cậu đi một đường, cháu cũng đi một đường. Cứ nói hai chúng ta không gặp nhau là được. Làm vậy hả? Cậu đi đâu vậy? Thanh toán. Mỗi người một nửa đi. Không cần đâu. Chào anh Hoa, đây là hóa đơn anh thuê phòng một đêm khách sạn. Mời anh xem và ký nhận cho. 1.500 đồng, sao đắt dữ vậy? Là thế này, lúc người lái xe đưa hai vị đến đây, phòng tiêu chuẩn của khách sạn đã kín khách, vì vậy nên thuê cho hai vị một phòng, giá cả đắt hơn một chút so với phòng tiêu chuẩn có giá 800 đồng. Đắt gấp đôi à? Vậy còn nói là một chút. Là thế này, kết cấu của phòng tình nhân xa qua hơn nhiều so với phòng tiêu chuẩn. Có phòng tắm đôi, bồn tắm đôi và giường đôi sang trọng dành cho các cặp tình nhân. Chắc chắn anh đã hưởng thụ một trải nghiệm tuyệt vời. Đúng là trải nghiệm tuyệt vời đó. Chưa trải nghiệm được gì hết. Xin hỏi hai vị muốn gọi gì? Hai suất bữa sáng. Dân xin đợi một lát. Cảm ơn. Ăn sáng đã. Ăn gì mà ăn, đi thôi. 1.500 đồng một đêm mà cũng không ăn sáng. Cô gái đó là ai vậy? Nói ra em cũng không biết đâu. Anh Tử Duệ, anh không sao chứ? Có nghiêm trọng lắm không? Ở đây còn gì của cô hay sao? Cô còn ở đây làm gì? Tử Duệ, viện trưởng ở đây là bạn của bố em. Em đã nhờ chú ấy gọi bác sĩ tốt nhất cho anh rồi. Anh để em xem nào. Không sao chứ? Đạo diễn Khang, cô đừng động vào anh ấy. Sao thế em gái? Anh còn cười được à? Anh có biết không, em cứ lo mắt của anh sẽ. Em sợ gì chứ? Không phải vừa rồi bác sĩ nói rồi hay sao? Không tổn thương nước mắt, đợi vết thương lành là ổn rồi, đừng lo. Hơn nữa, cho dù anh trai của em thực sự trở thành rồng một mắt, chắc chắn vẫn là người đẹp trai nhất. Làm gì vậy? Anh phải chụp lại bức hình quý giá này. Anh xem sau này còn ai dám nói em gái của anh không phải con gái. Đến lúc đó anh sẽ lấy ra cho người đó xem, cho người đó biết thế nào mới là con gái chân chính. Được rồi, còn khóc nữa. Sau này anh không cần gì hết, chỉ cần có cô em gái này của anh là đủ rồi. Có gì thì nói đi. Con muốn bàn chuyện làm ăn với mẹ. Có phải con điều tra được tin tức gì của cậu con hay không? Không chỉ là tin tức, hơn nữa còn là tin tức giật gân nữa đó. Con trai của mẹ giỏi gì, còn có tin giật gân nữa. Nào, mau nói ra đi. Tin tức này sẽ khiến cho mẹ ngã lăn quay ba vòng luôn đó. Sao có thể dễ dàng đưa cho mẹ được? Đưa mau, không được đâu, thật đó, thật sự không đưa được. Có đưa cho mẹ không? Con vất vả lắm mới kiếm được tin này. Mẹ trả thẻ tín dụng cho con trước đi, rồi con đưa cho mẹ xem. Thằng nhóc này, dám dọa nạt cả mẹ nữa hay sao? Cái này đâu phải là dọa nạt. Mẹ nghĩ xem, thế này là trao đổi công bằng, hàng tốt giá rẻ. Hơn nữa, nếu như không trả khoản nợ của con, ngân hàng sẽ ghi chép lại. Sau này muốn mua nhà cũng không trả được tiền. Mẹ muốn bao nuôi con cả đời hay sao? Được rồi, nói mau, đưa đây. Mẹ muốn xem thật hay sao? Mẹ phải chuẩn bị tâm lý đó. Bây giờ mẹ biết tại sao Dạng Gia và cậu tối qua cả đêm không về rồi chứ. Ứng Đông, hôm qua Dạng Gia có gọi điện thoại cho cậu không? Không có. Vậy tối qua thì sao? Cũng không. Sao vậy? Không có gì đâu. Tôi tưởng hai người thường nói chuyện điện thoại. Chúng tôi còn chưa đến mức ngày ngày báo cáo hành tung của nhau. Tôi cũng không thích như vậy.
Cậu thích bạn gái ngày ngày giám sát nhất cử nhất động của cậu hay sao? Giảng gia, sao giờ lại đến đây? Bọn anh vừa nhắc đến em đã tới rồi. Em có người bạn tổ chức sinh nhật nên ghé qua xem có món quà thích hợp nào hay không. Vậy em cứ xem tự nhiên. À đúng rồi, tối hôm qua sao không gọi điện cho em được? Điện thoại của em hết pin. Điện thoại hết pin hay sao? Vậy em đi đâu? Em... em ở cùng với An Phách. Ở cùng An Phách hả? Vâng. Cả đêm hay sao? Bọn em nói chuyện cả đêm, sau đó cứ nói mãi, không để điện thoại hết pin. Từ khi nào em và An Phách có nhiều chuyện để nói như vậy chứ? Bọn em hả? Bọn em nói về ái phi ái. Cô ấy muốn mua đống tranh mới cho cửa hàng nên mới hỏi ý kiến của em. Em với Ứng Đông. Ứng Đông. Giảng gia. Ứng Đông. Giảng gia. Sao em có thể nói dối như vậy? Bọn anh vừa mới ở cùng với An Phách mà. Rốt cuộc tối qua em đi đâu vậy? Em... được rồi, đừng ép cô ấy nữa. Cậu nói cho cháu biết, tối qua cậu và cô ấy ở cùng nhau. Hai người ở cùng nhau hả? Em biết mọi người sẽ không tin, nhưng mà thực sự bọn em không xảy ra chuyện gì hết. Không phải, không phải mọi người đều cùng đi hát hay sao? Sao hai người lại ở riêng với nhau? Cả đêm ở cùng nhau. Định Nhất, cháu nghe cậu nói, tối qua bọn cậu đúng là có đi hát. Nhưng mà hai người bọn cậu uống say, sau đó tài xế lái taxi đưa bọn cậu đến khách sạn. Bọn cậu ngủ riêng trong phòng cả đêm. Thật sự không có xảy ra chuyện gì hết. Mình thật sự không chịu nổi, mình sắp chết rồi Tiểu Tiếu. Kiên trì thì sẽ thắng. Cố lên. Đưa điện thoại cho mình. Không được. Là cậu nhờ mình giữ điện thoại giúp cậu mà. Nếu giờ mình đưa cho cậu, cậu lại gửi quy trách cho Khang Tử Duệ. Không phải công sức trước đây bỏ đi hết rồi sao? Nếu cậu không kiên trì được, mình sẽ kiên trì giúp cho cậu. Cố lên nha Tiểu Tiếu. Xin cậu luôn đó. Đưa điện thoại lại cho mình đi. Mình bảo đảm sẽ không gửi quy chát cho anh ấy. Mình xem anh ấy có đăng gì trên Weibo không thôi. Mình xem giúp cậu rồi, không có gì đâu, yên tâm. Lòng dạ sắt đá, lương tâm bị chó ăn mất rồi. Cậu nói mình hay nói anh ta? Cả hai luôn. Tiểu Tiếu, đưa điện thoại cho mình đi, được không? Cậu ra vẻ đáng yêu cũng vô dụng thôi. Bây giờ là thời điểm then chốt, cậu phải kiên trì. Trái tim đàn ông không phải là để cậu xin họ quay về. Cậu là An Phách cơ mà. Chút đạo lý này cũng cần mình dạy hay sao? Mình đã kiên trì 4 ngày rồi. Mình đã phá kỷ lục luôn rồi. Vậy phải làm sao đây? Chết đến nơi rồi. Chết đến nơi rồi. Mình đang nghĩ sao không thấy tin tức của Khang Tử Duệ. Con tưởng tên lãng tử đó biết hối cải rồi chứ. Hóa ra là bắt đầu quay phim mới. Nhiều người như vậy. Anh ấy đến đoạn phim làm gì? Tôi rồi. Đoạn làm phim có nhiều nữ diễn viên dây quanh anh ấy. Còn có mấy cô quá trang điểm phục trang suốt ngày theo anh ấy. Anh ấy quay xong một bộ phim mà quên mất mình thì sao? Đoạn làm phim loạn đến vậy sao? Làm sao đây? Có rồi.
Tối nay cùng ăn cơm nhé. Cậu Út mời ăn cơm nè. Cậu Út mời mọi người ăn cơm kìa. Có phải cậu bị nặng tay hay không? Anh nói biết rồi mà. Anh không hiểu ý nghĩa của bữa cơm này hay sao? Không phải là cậu muốn làm sáng tỏ mối quan hệ với Dạng Gia hay sao? Em nói anh là tên si tình, quá ra đúng vậy thật luôn đó. Đầu tiên, mối quan hệ giữa cậu Út và Dạng Gia rốt cuộc là muốn làm sáng tỏ hay muốn công bố, bây giờ vẫn chưa chắc. Chúng ta phải chuẩn bị chu toàn. Nếu làm sáng tỏ, vậy là tốt nhất với anh. Ứng Đông và Dạng Gia đang chiến tranh lạnh, lúc này ngoài anh ra thì còn ai nữa? Nếu bọn họ muốn tuyên bố sẽ ở bên nhau thì sao? Chuyện đó em vẫn chưa nghĩ tới. Cậu đi một mình đi. Anh không muốn đi. Anh bị ngốc hả? Cơ hội trời ban đó. Anh có thể theo đuổi Dạng Gia, mấu chốt chính là bữa cơm này. Đồ ăn đến rồi đây, bật lửa lên chưa? Đến đây. Dạng Gia. Cô Mộng, xin lỗi cô, hôm nay ở trường có chút chuyện cho nên cháu đến muộn. Ngồi đi. Nào nào, cậu ngồi đây, cậu là khách chính mà. Chào cậu Út. Ngồi đi. Được rồi, bây giờ mọi người cũng đến đủ rồi. Có mấy lời này tôi chuẩn bị rất lâu, hôm nay cũng phải nói ra thôi. Chị, đừng nghiêm túc như vậy chứ. Bọn nhỏ không dám ăn kìa, ăn đi rồi nói. Em mời khách đến chỉ để ăn lẩu thuê sao? Em muốn nói gì thì cứ nói trước đi. Cậu cứ nói đi, cháu ủng hộ cậu mà. Cậu cứ nói. Tôi muốn nói với mọi người, thực ra tôi và Dạng Gia là bạn bè vô cùng bình thường. Hy vọng mọi người đừng có hiểu lầm. Đúng, hôm đó bọn tôi có uống say một chút. Đúng là chúng tôi có đến khách sạn nghỉ một đêm. Nhưng mà chúng tôi không xảy ra bất kỳ chuyện gì cả, không làm gì hết. Vì vậy mong mọi người đừng có hiểu lầm nha. Cậu à, không phải chứ. Người muốn nghe thấy những lời này của cậu nhất hình như bây giờ không ngồi ở đây. Câu này con nói đúng đó. Trước tiên cho dù là hiểu lầm hay không, trong này chỉ cần một người tiếp tục hiểu lầm, định nhất sẽ có hy vọng, đúng hay không? Mẹ, mẹ đúng là hiểu rõ tường tận. Ngồi im, đây đâu phải chuyện của con. Dạng Gia, lời của Tam Mao cháu đã nghe rõ chưa? Cháu có gì muốn nói hay không? Cô Mộng, cháu và cậu Út thật sự không có gì mà. Chúng cháu chỉ là bạn bè bình thường. Đúng, cô tin là không có gì. Chỉ là cô muốn hỏi rõ. Vậy cháu với Định Nhất là quan hệ gì đây? Bọn cháu là bạn tốt mà. Bạn tốt hả? Mẹ, Định Nhất thích cháu, điều này mọi người đều biết mà. Mẹ, Định Nhất, chuyện gì con cũng không dám nói. Hôm nay mẹ sẽ nói hết giúp con. Dạng Gia, bao nhiêu năm nay Định Nhất đã làm những gì cho cháu, lẽ nào cháu không biết? Chỉ cần cháu động não một chút thôi là biết nói gì điều gì. Lẽ nào bạn bè sẽ làm những việc đó hay sao? Nó làm nhiều chuyện cho cháu như vậy, lẽ nào chỉ vì thích mà không phải vì yêu hay sao? Mẹ đừng có nói nữa mà. Con không cho mẹ nói là vì con không dám đối mặt với tình cảm này. Con sợ nói ra sẽ không thể làm bạn được nữa, không phải hay sao? Con đừng có sợ mất đi cô ấy. Duyên phận nếu là của con thì sẽ là của con, nếu không phải của con thì không miễn cưỡng được. Con bé hiếm khi kiếm được một tên ngốc như con. Mất con là tổn thất của con bé. Dạng Gia, hôm nay cô phải nói rõ mọi chuyện. Vì cháu không kiên định trong tình cảm cho nên Định Nhất mới không dám bày tỏ với cháu đó. Nếu cháu không thích nó, vậy hãy khiến cho nó bỏ cuộc đi. Nó đợi cháu bao nhiêu năm nay rồi, cháu biết vì cháu nó mất bao nhiêu tuổi trẻ hay không? Nếu không phải vì cháu,
Nó đã kiếm được cô bạn gái từ lâu rồi. Cháu không thấy cháu quá ích kỷ hay sao? Còn nữa, giữa Hàn Định với Ấn Đông, cháu chọn Ấn Đông là không hề sai. Cô có thể hiểu được. Có ai không ham hư vinh? Nhưng cháu không thể vừa muốn gả vào hào môn lại còn tìm phương án dự phòng để an ủi cháu, dỗ dành cháu. Bất cứ lúc nào cũng có thể kiếm chuyện khiến cho cháu vui. Cháu muốn quá nhiều thứ rồi. Cháu quá ích kỷ rồi đó. Trong lòng của cháu yêu ai? Cô hy vọng tự cháu hiểu rõ. Con trai cô và em trai cô đều là vận mệnh của cô. Được rồi, đủ rồi mà. Chị đừng nói nữa. Mẹ, con biết mẹ không muốn con chịu tổn thương, nhưng mà con không muốn mẹ làm tổn thương Dạng Gia. Con đối với Dạng Gia thật sự không có gì. Con chỉ coi cô ấy như em gái mình thôi. Cô Mộng, xin lỗi cô. Cháu thật sự không biết cháu khiến nhiều người không vui đến như vậy. Cháu không biết người khác nghĩ gì về cháu, nhưng mà cháu muốn nói với cô, người cháu thích chỉ có một người thôi. Đó là Ứng Đông. Cháu thấy hơi mệt, cháu xin phép. Mọi người ăn ngon miệng nha. Xin lỗi, làm phiền mọi người rồi. Dạng Gia, cháu đi xem sao. Dạng Gia, sao lại phải khiến cho mọi chuyện trở nên như vậy chứ? Thật gượng gạo mà. Sao thế? Vẫn đang nghĩ về những gì cô nói hay sao? Hôm nay cô nói hơi nặng lời. Nhưng mà cậu phải nghĩ như thế này. Một bên là em trai của cô ấy, một bên là con trai ruột của cô ấy. Cô ấy chỉ có thể hy sinh cậu thôi. Nghĩ thoáng chút đi. Cậu có nghe mình đang nói gì không? Cậu nói gì chứ? Mình muốn hỏi cậu, cô Mộng đã nói như vậy rồi, cậu định giải quyết mối quan hệ giữa cậu và Định Nhất thế nào đây? Mình cảm thấy hiện giờ giữa mình và Ứng Đông có thể coi là đã chia tay rồi không? Cậu giải thích với anh ấy chưa? Mình không biết giải thích thế nào hết, vì mình sợ mình nói gì anh ấy cũng không tin. Giữa hai người, nếu như đến lòng tin cơ bản cũng không có, nghĩa bên nhau còn có ý nghĩa gì chứ? Tắt đèn đi, đi ngủ thôi. Vivi, mình thực sự là một, mình thực sự là một cô gái xấu, có lòng tham. Đương nhiên không phải rồi, nhưng mà mình thấy cô Mộng nói rất đúng đó. Cái gì mình cũng muốn có hết, cái gì cũng muốn nắm trong tay, căn bản không hề nghĩ đến cảm nhận của họ. Cậu chỉ là thiếu cảm giác an toàn thôi. Cậu không muốn đánh mất họ. Cố sợ cậu cự tuyệt sẽ khiến cho họ tổn thương. Mình thấy những gì cô Mộng nói rất đúng. Nếu không phải là mình, Hàn Định Nhất có thể đã sớm tìm thấy hạnh phúc của anh ấy. Còn giữa mình và Ấn Đông, có lẽ căn bản không phải là tình yêu. Người con gái nào cũng muốn gả vào hào môn, mà Ứng Đông đối với mình có thể chỉ là một mới mẻ mà thôi. Vì anh ấy không hiểu được người như mình nên tò mò. Vì vậy giữa bọn mình không có tình yêu. Hàn Định Nhất thích cậu là quyền tự do của anh ấy. Cho dù cậu không cự tuyệt anh ấy, anh ấy cũng có quyền chọn tiếp tục thích cậu hay là từ bỏ mà. Tới cho cùng đều là lựa chọn của chính anh ấy thôi. Cậu đừng đem tất cả mọi chuyện ôm hết vào mình như thế. Ứng Đông tuy có thể nói là hào môn, nhưng mà ai nói hào môn thì không có tình yêu đích thực. Cậu muốn gả vào hào môn cũng không có nghĩa là không có tình cảm với anh ấy. Ai nói giữa hào môn và tình yêu chỉ được chọn một trong hai? Nhưng mà bây giờ
Đến bản thân mình cũng không hiểu được mình nữa. Mình không xứng có được bất kỳ ai trong bọn họ hết. Mình không cho phép cậu nói như vậy nha. Cậu mãi mãi là công chúa nhỏ đáng yêu nhất. Cậu xứng đáng có được thứ tốt đẹp nhất. Vivi, có cậu tốt thật. Lát nữa anh còn có cuộc họp, em có gì nói đi. Em nghĩ giấc mơ của em phải kết thúc rồi. Sao cơ? Anh biết không, hai tháng nay em cứ cảm thấy mình đang nằm mơ. Em không biết giấc mơ này khi nào sẽ tỉnh lại, nhưng em thực sự rất sợ. Sợ ngày em sẽ tỉnh giấc. Bây giờ nghĩ lại, hai tháng đã đủ lâu rồi. Em nên tỉnh dậy thôi. Ý em là em ở bên anh không thấy vui. Em rất vui, nhưng mà niềm vui này không chân thật. Giống như một bộ phim, em vừa là diễn viên vừa là khán giả. Làm diễn viên, em hy vọng có thể mãi mãi diễn tiếp bộ phim này. Nhưng làm khán giả, em biết bộ phim nào cũng có ngày kết thúc thôi. Đến lúc nào đó cũng sẽ tan cuộc thôi. Có phải hôm nay tâm trạng của em không tốt hay không? Em rất bình tĩnh. Vậy rốt cuộc em muốn nói gì đây? Em muốn nói alo. Được rồi, tôi tới ngay đây. Xin lỗi em Dạng Gia, anh phải đi họp đây. Anh ở lại thêm 5 phút không được hay sao? Chỉ 5 phút thôi, Dạng Gia thực sự là 1 phút cũng không được. Alo, anh Định Nhất, anh có biết Gia Gia đi đâu không? Không biết, vẫn chưa về hay sao? Đúng vậy, điện thoại cũng không gọi được. Em lo cho cậu ấy xảy ra chuyện đó. Tối qua bọn em nói chuyện cả đêm. Em thấy tâm trạng cậu ấy không được tốt. Có phải là vì những lời mẹ của anh nói đã kích động cô ấy hay không? Em nghĩ là như vậy rồi. Em đừng lo lắng. Có lẽ cô ấy chỉ muốn một mình suy nghĩ một lát thôi. Thế này đi, chúng ta chia ra tìm. Có tin tức gì thì lại gọi điện tiếp. Vâng. Quá ra cậu ở đây. Cậu có biết mình tìm cậu cả ngày, lo lắng sắp chết rồi hay không? Sao vậy? Mình chia tay với Ấn Đông rồi. Ai nói trước? Ai nói trước cũng không quan trọng đâu. Quan trọng là bọn mình không thể ở bên nhau nữa rồi. Nếu cậu đã quyết định chia tay với Ấn Đông, mình cũng ủng hộ cậu đó. Nhưng mà người đàn ông có điều kiện tốt như Ấn Đông, cậu nỡ bỏ hay sao?
Nếu mình chỉ vì thân phận của anh ấy mà ở bên anh ấy, thì tình cảm đó được gọi là tình yêu hay sao? Nếu mình chỉ vì chút đó mà ở bên anh ấy, vậy thì mình đã trở thành loại người mà bản thân mình khinh thường nhất. Gia gia của chúng ta lớn rồi, biết bản thân mình muốn gì rồi. Vậy sau khi cậu chia tay với Ấn Đông, có muốn suy nghĩ lại việc đến với anh Định Nhất hay không? Mình không biết. Mình không biết gì hết. Không biết. Đừng nghĩ nữa, có mình đây rồi. Mình sẽ luôn luôn ở bên cậu. Anh Định Nhất, thì anh nghe Vivi nói không tìm thấy em. Em không sao thì tốt rồi. Định Nhất, có thể nhờ anh một chuyện được không?